tới gì. Đây là có Việt Kiều về về thăm nhà Phước Canada nè các bạn ơi. Đó, vú luôn, vú ở bên Úc về rồi. Vú về định cư Việt Nam luôn rồi, vú ở Gạch Sỏi á. Đó. Sai cũng bên Phú Quốc qua. Sai cũng Việt Kiều Phú Quốc luôn. Việt Kiều Phú Quốc qua luôn rồi vô thăm nhà Phước rồi chút nữa mình mới ra ngoài kia ăn tiệc ngoài kia. Đại Yến rồi gần chút nữa qua nhà thì của Sĩ Hòn á đi ăn tiệc cái ngoài kia thì Ngân ơi. Kêu hành tài xế vô ngồi. Kêu hành tài xế vô con. Đứng vô đây uống nước chị nè. Này là có cái táo đỏ không? Còn gì nè, chị mày nấu xong á mình để. Ở dưới đây nuôi luôn á. Để có người lấy đó ngon. Cái này uống nữa là còn mua tiệm nó bắt cái mùi có đi thơm cái mùi đó đúng rồi đó. Cái này uống ngon rồi cơ. Dạ kỹ tử đó rồi bỏ rồi nè. Cái đó nó đâu có ý nhiều. Tao biết luôn, tao biết luôn. Nó bán mình á hộp hộp kìa mấy đứa nó xách vô đằng trước kìa nó cúng á. Trời ơi là mua này chi ở đây. Ta chơi yếu nguyên chất không à. Uống cái mùi đặng cho bà là bà nhặt những bà lớn tuổi á. Bà nhặt những cái lông lớn. Một cái giai đoạn trước á là chị đi đãi xong rồi chị bả vô cái nhặt lông lớn nha rồi cái chị mang kiếm á chị mới nhặt lông gì vừa xong đó mình vô ra mình đãi cái nó có mình nghi thì nó trôi qua cái lông nhỏ thì mình nhả ra rồi một cái giai đoạn cuối là phải mang kiếm một ít về cho mấy kia mấy đứa nhặt cho chú ăn có cái yếm mình đại xuống nguyên thủy nó như vậy nè mình lấy lại chú ngâm trong nước á chú cầm cái nhíu nếu những người nào mà không bao giờ ai mà kiên trì đó là bỏ con dở vô làm được nó không tưởng cái gì nó kinh khủng nó dơ mấy thấy người ta làm gì chị ba người ta giống như để ngâm nước vậy cái bạn lên trên đó mình lấy đồ vớt vớt từ từ vậy nè ngâm nước xong cái bắt đầu mình lắc cái gậy trong đấy đó mình cầm cái tổ mình lắc cho ra hết cái mình ra mình xả nước mình đãi cho nó sạch vô mình nhập nó nhẹ không độ mở ra nó thích ăn gì à nó nói bỏ cái đỏ vô nó chịu vậy là nguyên chất nữa vậy mà về em hỏi nước ăn thì không nó đâu có mà muốn đâu có làm cho ăn đâu bỏ nó ăn mà nó đừng có mà bỏ cái thuốc bắp vô nó không chịu nó nấu không thì không bỏ táo gì vô chứ nó không vậy nó chịu ăn. Rồi chị với bà đó thì không biết lụm tới hết rồi. Ở dưới sống cái cầu của cái gần dầu á. Nó lấy vô một bọc cà bá mà nó về cứ vô lên nó cạy kiếm nó để luôn đó. Không ai thấy á. Ở cái tủ lạnh chưa lấy. Này ngâm nước đã thở lâu rồi. Ngâm nước. Trời ơi, mình ngâm có xíu mà. Ngâm lâu quá thì nó. Trời ơi, trời cả ngày mà mình lên á cả ngày á không có được trăm gram đâu. Em nhìn đây, tưởng tượng nhất là cái khổ hơn. Chỉ nhặt dùm cái đầu mới nấu mình nấu ăn. Còn để gì nữa? Cái này là cái này mà thấy có thí dụ 10 vậy đó sẽ kiếm kia ra hoa cũng được đó về đây mấy cái dừa đó chút chặt dừa phải mình xuống mới chặt cho cái dừa cái này thầy chuốt luôn này bỏ muối cái này chặt luôn á nếu không hết này cái mấy cái dừa chuốt hết rồi hả
Vì đúng mà giống như cách phản, giống như cây nào mà nước trong nó khích quá đó. Tại vì đó em trồng đại giữ giữ bờ thôi. Còn giờ nó lớn lên cái cây này nó che cây kia nó không trái. Trồng cây xuôi lâu. Bây giờ nó có để một tay, dùng một tay thì cũng bao chân gà cũng mấy lần rồi thì nó có. Trồng thì có chơi chứ không cái lượng. Dạ. Cái tiếp là cái đậu da kinh đó là mình ra là bốn cái lượng. Mà bỏ xỉu rồi có phải đang sợ đâu. Xa đất của nó nữa, là cái họ vừa cái nước, cái phù sa nữa. Còn mình thì mình không mình trồng thì hàng xong rất tàn xong rồi nó không có kết quả, nó không có mặn. Bản này trồng là trồng độ cực khổ lắm chứ đâu phải giờ đừng có mà phát giác rồi. Ừ. Mới bệnh mới nhặt cái con bữa có mấy anh con bữa gặm á, tối 16 xíu được quỵ, bữa 18 xíu. Không biết đúng ở ở bên Canada anh biết cái bà nguy cấm là làm sushi không? Bà cái bà đó, gia đình bà là bà hồng sao? Trần rồi này kia đó cái là bệnh sushi ở Tà Bài mới bị đột quỵ chết phải không? Bà ở Tà Bài hả? Ở. Anh đặt hẹn cái anh đi quay phim thấy lạ đứng ngay trong đó, khỏe luôn tự nhiên bị đột quỵ chết cái chạy đi lớn. Bà đó là người đánh hả? 49 tuổi á. Thì anh Thành mới nói nè, mới nói nãy mới 49 tuổi cái bà mà chủ cũ ở Tà Bài á. Bà nó cũng giờ cũng độc thân coi như là sao ly dị chồng rồi. Đó. Bà làm sushi đó rồi đột quỵ trong tiệm luôn. Rồi xong rồi đem vô bệnh viện. Đi qua nhà anh ba. Con chó nó tiêu rồi, nó chết hết trơn rồi. Mở bây ơi, con chó con mèo thì chết hết, bây giờ không có nuôi con gì nữa hết trơn á. Bây giờ cái con mèo của cô ba thì nó bỏ đi, rồi sau đó con chó chết, rồi con cô chết luôn. Trời ơi cái này đẹp quá trời luôn ha. Giá chiều ở đây má. Bởi vì nhà trong này rộng rãi như vậy. Chiều gió vô nó mát rượi. Cái này mình kiếm khó bông, ở dưới nó bông màu trắng là bông gì chị ba? Màu trắng đó là cây bún. Cây bún trắng này kia cây bún hồng.
Cái này mình kiếm cái bông giấy trắng pha vô giống như cái cổng nhà mồ có cái màu trắng đó. Mình trồng cây màu trắng với cây màu màu đỏ vậy nè. Bảy màu, ai nấu nguyên cây đó bảy màu. Đúng. À đây nè, hôm nay có xíu hon về với vú ghé nhà chị Ba. Đó, chị Ba đãi tôm cua nè, đó chị Ba thì sản xuất tôm cua ha. Sản xuất tôm cua thì đãi tôm cua, còn bên nhà Phước thì đãi yến thôi, sản xuất yến. Đó vậy thôi. Nuôi tôm thì gọi là nuôi chồng, không nói sản xuất. Đúng rồi. Chồng. Chồng nó là thủy sản. Giờ là có nuôi chồng là đẩy đâu chúng ta ăn đi, chúng ta ăn đi. Rồi mời các bạn nhập thịt với Phước các bạn ơi. Này là ăn sơ sơ thôi, ăn sơ sơ thôi ha. Này ăn sáng sơ sơ thôi, ăn sáng như đó thôi. Bây giờ thấy cua này các bạn thấy không? Cua này cua đực nè. Đây nè, cua cái nè. Cái là cái yếm nó bầu. Cái yếm nó dài hình tam giác này là đực. Cái bầu nó là cua. Yếm vuông á, yếm vuông á là gì nè. Cua này cua cái nè. Ở bên Canada là ăn con cua này 500 đô nè. 500 đô còn á. Mà cua cái đã bệnh là nó phạt á. Cái kêu rẻ bệnh lên. Rẻ xanh đó. Không mà bệnh rẻ xanh ở đâu mà nó nhập qua có bán á. Bọt ngay luôn. Bị nó mua, bây giờ cua đó nó mua 580 ngàn kỳ nè. Thấy nhỏ xíu, còn mình thấy cái này mua rẻ. Ai mua đó đó. Cái cua cái này nó có nó mới có gạch. Cua cái nó mới có gạch, còn cua đực nó không có gạch. Cua đây ngon lắm đó. Cái cua đó biết ăn á, là cua đó đó. Dạ, 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 ăn biết ăn nhiều gì. Ăn tới luôn, ăn tới cua với tôm luôn. Thì là, ăn cua thường. Thì là bị mở máu đâu dám ăn cái gạch đó đâu. Gặp cái gạch đó là cái gạch đó là mở máu dữ lắm. Rồi thì đâu dám ăn đâu. Người này là không có bị á. Không có bị mở máu thì ăn được. Con này là ngon, cái gạch. Ngon, gạch nó béo. Cái gạch kia là nó cứng như như ông đó. Như ông đó với gà. Ai đưa Việt Kiều Hon qua bên đây thăm nhà mộ này các bạn ơi. Hái đi vô rồi, hái ăn đi chứ nó rụng bỏ cho nè, đâu có ai ăn đâu. Chút hái đi đem ra ngoài nhà khi ăn rồi. Rồi đem về ngoài phải ăn hai cây nè, nhóc có chân trái luôn. Giờ quá. Để có. Mấy bữa nay mày nhị đó tao bụi chị. Có cái cây này em mới đó chị Ba, cái cây màu đỏ đó, mới đó. Bằng chải mới đó, em mua về để quét ngồi thờ đó, nó trà. Thì cây này em thấy nó chà được cái cứt thằng lằn rồi đó. Cái này là chắc phải làm kiến á, thì nó cũng bụi, nó đóng ngoài kiến à. Hả? Cũng bụi à. Cho nên chịu khó mình vệ sinh thôi chứ ở trong vườn mà chịu thôi. Hả? Mình có làm kiến nó đỡ. Cái lông quét đó. Dạ cái lông gà hả? Bữa nào mua cái lông gà để đây mới được. Cái này là bữa hổm em mua để chà cái mộ lúc mà mấy con thằng lằn nó ỉa lên nè. Chà cái xịt nước đó đó. Đây, ở đây gắn cái đèn này là tối là nó chạy lên vậy đó. Coi như là tối là bắt đầu tự động nó lên vậy đó, đèn đó. Ừ, cái này có đèn năng lượng mặt trời luôn. Đó, bóng bên tay phải nè, ở trên này vô. Đó. Là tối là nếu mà cúp điện nó vẫn cháy. Có cái chổi em máng nào đó gì ba. Chổi lông gà. Này đi qua đây đó thắp nhang mộ ông bà các bạn.
chả dừa. Rồi bây giờ di chuyển đi qua bên nhà của thăm cậu M7, đưa cho mẹ của Bảo Vy và bệnh thăm cậu M7 các bạn ơi. Nè, thấy thấy cái mít chưa? Trời quá trời luôn hả? Ơi có trái mít chín rồi kìa. Có mít chín chẳng á? Có hả? Không, nó chín rồi, trái là chín rồi nè. Được, leo leo lên bẻ thôi. Cái trái đó đó em. À, ngoài đó nè. Ừ, cái trái trên đó thấy không? Con trái đó. Đất nhà, chụp bà ngoại ha. Một hai ba ba sáu cây đó. Anh có đốt rồi. Đốt luôn, đốt luôn, đốt để xin phù hộ đi bệnh viện rồi mình. Đâu có chốt, có gà nha. Bự như vậy nè. Nãy quên cởi nón kìa. Có bấm luôn. Thôi này không? Bồi không nhớ. Giờ làm mặt lạ, ta chỉ kêu về, ta còn nhớ. Ơ, ma quên. Vợ ước. Ủa, vậy đó hả? Ma vợ. Là tiếng khung á. Ô, là ma em. Lâu quá, quên ha. Quên, quên mất tiêu rồi. Đừng buồn em. Con gửi vợ nhớ dạ. Dạ. Đâu quên, quên mất đi quà. Dạ. Tại lâu quá. Trời ơi, nhà giờ bệnh tùm lum quá. Con Hải nó bệnh hai ba bữa gài rồi đi bệnh viện. Dạ. Bệnh viện bữa ngoài cái hôm bệnh lại nữa, tính mời không sao chắc mời thì giá rồi. Dạ, đi chẩn thì có. Rồi bây giờ cậu Bảy đi lại nhà gì năm hay gì? Ờ, gì năm. Dạ. Thôi mình đi thăm bảy chân khỏe ha. Dạ, con ghé thăm điện con khỏe ha. Dạ. Trời đất ơi, trời. Chị bảo bảy có sáu điện. Phước có sáu điện nè, Dũng. Dũng hả? Để coi có. Mình chỗ một chút cho nó nhanh. Bạn đẳng đang thuốc. Rồi ghé nhà thăm chị Tư, đốt nhang cho. Em gửi chị cho dầu sức để lấy thảo, để xài lấy thảo.
Thường rồi, thường có nhà không? Lớn heo mà ngoài bển nãy mình lo với nhà dưới xong mình cũng có đốt nhang bển ờ đúng rồi thôi hoài chở qua bển đốt nhang cho bà ngoại cái bây giờ điện bên bà ngoại á bây giờ nhờ bây giờ mình lội để đẳng mình đông người quá mình đi đẳng hơi chậm ở bên đây cũng hơi xa dì Năm hơi xa bây giờ nhờ Thương đi rước rước cho dì Năm lại đi Thương ha cho nhờ Thương nó đi rước dì Năm lại đây nhận thư nó rước chị Năm lại đi mình gặp ở đây luôn chứ mình ở đây đông người quá mình lội lì đẳng nó đâu nói gì Năm vậy nghe Thương đó mẹ bảo Di về đi đốt nhang cho dì Hai nè lâu dữ ba mới về đây nha lâu dữ đâu về nhà út á à, chắc hơn 20 năm gì rồi đó đâu mới về đây dì Hai giống giống hệt bà ngoại luôn à có cái hình dì Hai cho hình bên đây là có anh Tư mến Thương chạy đi rước dì Năm lại đây gặp mặt mà ở Canada Canada dì Năm biết ai không quên trời ơi cháu con ơi bây giờ đừng có dì Năm đều quên hết trơn á dạ không nhớ chưa nói dì Hai Thương chưa nói hả quá trời đẹp gái rồi cái lỗ mũi nó cao chứ ha hồi đó Bảo Vy nhỏ biếu là mũi Bảo Vy hồi đó còn thấp hơn của nó nữa mà bây giờ Bảo Vy nó còn cao á bây giờ nó 21 là cao dữ lắm luôn á rồi ok vậy chúc mọi người chạy ra gặp ha rồi Thái có ăn sáng với người ta Thái không biết đó
Út phải không? Đấy, Út. Khỏe không anh? Khỏe mày. Các bạn ơi, thì Hi Húa là anh của Xíu Hon nè. Thì Xíu Hon về đây Hi Húa đại tiệc cho em gái mình nè. Hello Gia Bảo. Khỏe dạ, con. À. Đây Hi Húa đây. Hello Hi Húa. À Vũ Vũ. À. Thì nãy ghé nha trong nhà Phước chơi một tí rồi bây giờ ra đây nhập tiệc mà này. À. Ở trong kia thì chỉ đó rồi ok anh em anh vô đi ha. Không con uống nước ấy à Vũ ơi con à. Hello số dạ dạ Trang mà có nưa mưa xuống nè hay không à, chế mái nhà à, bác Sáu kìa bác Sáu à. Bác Sáu khỏe bác Sáu dạ. Đó đây nè, đọc cái vụ này nè, trời mưa nè các bạn ơi. Trời nóng mà có mưa nữa nè các bạn thấy hay không? Ồ, nhà của Quỳnh Húa dữ dằn quá. Mưa rồi luôn. Ở đây mát hết chứ các bạn ơi. Tại vì Hiên có làm cái hệ thống nước nè, nước nó tưới xuống là làm cho giống như nước mưa vậy đó. Trời ơi, ổng làm cái gì nuôi cái đó tổ chim hả? Tổ chim hay gì vậy? Chim đó à. À. Đây nè, chim vô đây ở nè. Đó, nó làm tổ luôn. Hồi nãy là ăn tôm luộc với cua luộc, chị ba luộc cho mấy dĩa luôn. Hướng đâu nữa trời. Vô em. Nhà mình thối dữ quá trời mưa ha, đang nắng mà có mưa à. Chơi không? Không mà mát ha. Hai đứa ăn cơm nữa không? Con này ngon rồi con, bự nè. Việt Kiều Canada đi coi đất ở Vĩnh Thuận nè các bạn. Đó. Nhìn lại cái cầu khỉ kìa dữ dằn chưa. 20 năm Canada rồi bây giờ về đi cầu khỉ kìa cũng được ha. Mình thì mình về đây 2 năm rồi mình đi cũng nhiều lần rồi. Hồi xưa là cái cầu này là em chạy không đó anh Sáu. Em đi qua đi lại là em chạy không mà đất cây cao. Hồi đó cha không bắt cầu bằng cây cao. Em chạy qua em nhắm đi giết cho nó quen á. Nó có cái thế. Ồ vậy hả? Gọi là cống sao đô hả? À. Quá trời cò luôn kìa. Củ khoai là sao anh?
từ cột đỏ tới cột đỏ đó là mình bỏ rồi, cái đó là lộ rồi, cái lộ. Ừ. Like và chia sẻ video. Nếu bạn nào chưa có đăng ký thì nhớ bấm vào nút màu đỏ và bật thông báo lên các bạn để cập nhật video tiếp theo của Phước. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Ok.